Cuối video rồi em đây, còn sắp tới cuối video là deadline rồi đó. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của chúng mình, Master Duel Việt Nam kết hợp với lại Yu-Gi-Oh Việt Nam. Ok, sau một khoảng thời gian bận rộn lại tiếp tục là bận rộn, deadline gặp mặt đấy, lỡ hẹn với mèo gọi là 4 buổi một tuần chứ hả, lỡ hẹn với mèo một tuần là mèo trèo cây liên tục một tuần đấy. Hôm nay mới có thể gặp mặt được. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái giáo án không mới cũng không cũ đúng không? Đấy, Spiral, quá tuyệt vời. Ok, mời bà giáo sư mèo bắt đầu. Let's Lúc làm cái giáo án này thì thiên hề thì đại nhân hòa, sau đấy và cái ông vô địch giải đây là một ông cầm Spiral, thành ra deck này trở nên một cái gì đó viral hơn so với thông thường. quá Ok, đầu viral. tiên nói về cái deck này thì sẽ là nói về bọn level 1 và bọn không phải level 1, hai thằng này là hai bọn rất là khác nhau. Ok, thì đầu tiên là bọn level 1, bọn này chủ yếu là đi chung để mà lên tránh cái việc Whitefish bị ban thôi. Đầu tiên là chúng ta nói về con mấy sành show trước, thì con này chúng ta chủ yếu lấy cái effect của nó, đó chính là ném một con mấy sành từ death xuống mộ để nhảy nó lên, và cái hiệu ứng thứ hai là gửi lên tới hai lá spell chap từ tay và sang với mộ để rút. Đầu tiên thì con này nó sẽ ném cái con này xuống mộ, bởi vì cái bé waifu này là con duy nhất có hệ spell cutter trong deck này, và con này sinh ra chỉ để bị ném xuống mộ nhồi lên sau đó ném xuống mộ tiếp thôi đấy. Và con này cái khả năng send hai kẹt của nó rất là ngon, bởi vì khi mà chúng ta xài phiêu chúng ta xếp một kẹt thì cái phiêu lúc đó nó phế giặc rồi, chúng ta sẽ ném cái phiêu đó để draw him, dù cái phiêu có khả năng bảo kê nhưng mà thường sẽ không xài đóng. Tới Whitefish thì Whitefish với con này, hai con này dưới một này chúng ta có thể exit rank một được. Lý do mà chúng ta exit rank một đó chính là khi mà con này nó bị gầy khó săn, khi mà trường hợp đặc biệt bên chính effect của nó thì nó sẽ bị ban hết đi, nhưng mà chúng ta sẽ xài cái hiệu ứng của nó không one button, thành ra là chúng ta không muốn nó bị ban hết đi. Thì chủ yếu là con này đáp xăng thì nó sẽ xếp một Spiral Gear từ Death lên tay, và cái Spiral Gear đấy nó sẽ là những cái lá rất là ngon, ví dụ như là quái để mà trang bị cho quái, hoặc là ma pháp cũng là trang bị cho quái nhưng mà lo từ mộ lên, hoặc mấy đá Spiral Gear khác và flop ở trưởng, ví dụ như là Ron cũng là level 1 và chắc top Death đối phương, con Ron bị khốn nạn. Cái hiệu ứng này chỉ kích hoạt khi mà bạn dưới mộ và bạn có Spiral Super Agent. Cái này là cái đặc biệt mà cần lưu ý, bởi vì nếu bạn không có con Super Agent thì bạn sẽ không thể nào kích hoạt được. Thì bạn ném một lá để trường hợp đặc biệt con này, nhưng mà nó sẽ bị banish khi là xăng. Và do cái rule của Euro là khi mà bị detect bằng nguyên liệu ấy, thì nó sẽ không được tính là gầy xăng đấy, giống như là chơi ăn gian với con xăng gian ấy. Bởi vì con xăng gian này khi mà nó từ xăng xuống mộ thì nó sẽ xếp ấy, thành ra là cái detect đó được bỏ bỏ đi, thành ra là cái con này nó sẽ không bị banish mà nó chỉ gửi xuống mộ. Do hiệu ứng xếp và hiệu ứng nhảy không quanh pattern, thành ra là con này có thể ném một copy của nó để nhảy lên, sau đó cái copy vừa bị ném sẽ ném cái lá khác để mà nhảy lên. Thì con này sẽ là cầm ba tài nguyên, thứ nhất là nó set, thứ hai là cái con mà nó vừa ném sẽ chích gậy phép, và cái thứ ba là cái body của chính nó để mà linh hoặc là exit rất là ngon. Lý do là nó bị limit một, bởi vì nếu mà nó limit ba nó sẽ đi với margin lúc đi cây sập được, bởi vì nó là con margin và có body attack là 500 đó, một cái body thôi nó gọi ra bao nhiêu lỗi. Và con này hai cái combo với margin lúc đi cây sập được, đó là lý do mà nó bị limit hai đấy, không bao giờ há ba đâu, bởi vì há ba sẽ rất là OP Spiral Resort. Con của deck này và bắt buộc phải đem ba, bởi vì cái con của nợ waifu nó xếp rất là hiệu năng. Con này thì nó có hai hiệu ứng quan trọng, đó chính là xếp một Spiral từ deck lên tay, thứ hai đó chính là Spiral không bị dính target với cả effect, ví dụ như là effect dealer, imbom các kiểu, thành ra là khi bạn combo thì bạn phải né được target, hoặc là nếu mà đối phương là Numeron player thì đối phương sẽ nợ gây tấm nào khác chứ không phải Spiral của bạn đó. Và cái hiệu ứng không ai xài của nó đó chính là vào endphase nó sẽ xuất hồn một con từ mộ về deck, bởi vì chơi Yu-Gi-Oh thì dàn phiêu xong win con mệnh đấy các em rồi. Nhưng hiệu ứng này rất là ngon, thứ nhất nó nhặt được Magisoul sau để mà draw tiếp hoặc là các kiểu là để, hoặc là nó nhặt mấy con về banh ra tốt vân vân may, nói chung là chỉ cần quá để nó nhặt được, không yêu cầu phải đọc Spiral. Waifu, waifu thì con này hiệu ứng set của nó rất là hiệu năng nhưng mà hơi kệ đi. Đầu tiên nó chính là nó có hai hiệu ứng, một là hiệu ứng nhanh săn, hai là hiệu ứng được gửi xuống mộ. Hiệu ứng nhanh săn đó chính là nó set một Spiral Mission từ Death lên tay, nó hẳn ra là những đá ma pháp bảy chính cũ của Spiral. Nhưng đó Spiral Mission nó có những cái đặc điểm chung, đó chính là khi mà tới được thứ ba thì nó sẽ tự hủy và nó có khả năng banish từ mộ để kích hoạt effect, chút nữa sẽ nói sau đấy. Thì nó sẽ xếp những đá Spiral Mission và những đá này rất là đặc biệt. Tiếp theo đó chính là hiệu ứng khi mà nó gửi xuống mộ, hiệu ứng này kích hoạt thường là sẽ đem nó làm nguyên liệu linh, bởi vì nguyên liệu cách để gửi xuống mộ nhanh nhất là làm nguyên liệu linh. Và khi con này xuống mộ nó sẽ xếp Spiral Resort và một quái Spiral, nó có chữ quà, thành ra là nếu mà trong chúng ta bóc lên ba lá Spiral Resort thì chúng ta sẽ không xếp được bất kỳ con quái nào cả, Oh. bởi vì cái chữ quà này là phải đúng Spiral Resort và một quái phải Hiểu xếp rồi, cả hai lên. điều kiện bắt buộc không 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 thể thiếu.
Và con này đi qua 7 Dark Spectre, Dark Mỹ Sành. Thế là về Mirage Spiral Mission và Spiral Gear. Thì những đó này chúng ta đừng bao giờ quan tâm tới cái hiệu ứng đầu của nó, chúng ta chỉ quan tâm cái hiệu ứng cuối thôi. Đó chính là Banish nó đi, đây nhảy mà con Spiral từ mộ, không anh và tên. Chính vì thế mà cái lá này luôn luôn bị quýt fit ném xuống mộ, và sau đó lá này Banish để nhảy con lên. Ừ, sẽ nhảy bé này, bởi vì bé này nhảy lên set 1, sau đó xuống 1 sẽ set 2, và cái body của nó là một tài nguyên nữa, chính nghĩa là một con này ra được 4 tài nguyên, cực Đang kỳ định nói là OP. cái body của nó ngon được. Yep, rất ngon. Được, không được, tạo lỗi đó. Giờ Spiral à sao thì lát này thường được chơi một mục đích chính của nó chính là thường xài hai hiệu ứng. Thứ nhất là Spiral của mình đóng quái của đối phương và là bắn quái đối phương thì sẽ được draw một card. Đó. Cái hiệu ứng thứ hai là Banish đi để nhảy con Spiral từ tay, trong khi deck này thường bạn bóc ra Spiral từ tay thì bạn rút vẽ cái nồi ra, còn nếu mà bạn search được thì bạn mới chơi được. Đấy, thành ra là cái này cũng tùy tình huống, và nếu mà bạn bóc chính đá này lên tay thì bạn cũng rút luôn đó. Cho nên là chơi chơi không cho tôi, cảm ơn. Chứ, ủa, không một đá nữa nhưng mà bị vô trùng gà mất tiêu rồi, mà đó đó cũng chả ai chơi nữa, cho nên là bỏ đi. Đá Spiral Mission còn lại chính là cái lá mà chọn một lá của đối phương đẩy nó lên top deck hết. Thế cho nên flop phải chuẩn. Ok, tiếp theo là Spiral Gear, Big Get và Spiral Gear. Con Air Whip, con này chả ai nhớ tên nó rồi, người ta chỉ biết nó là con Air Whip thôi. Thì Spiral Gear, Big Get nó chính là cái lá one button duy nhất của cái deck này. Có thể nói là vậy, chắc là đứng xa mấy thằng super ai cần, nhưng mà nó là đá spell one button duy nhất. Thì cái đá này chọn con Spiral chứ mộ nhảy lên. Hả? Sau đó là dùng làm nguyên liệu lên thế thôi. Cái nguyên liệu mà cái lý do mà con này đem ít một đó chính là nó là Spiral Gear, nó xếp được bởi Whip Fit. Hả? Con này cũng hết luôn, con này cũng xếp bởi Whip Fit và nó có thể chọn một con Spiral Air Whip con này vào. Nó có cả tất cả hiệu ứng đều xài được. Thứ nhất là cái hiệu ứng send một lá khác trên sân xuống mộ, thì cái hiệu ứng này sẽ giúp cho những lá mà bạn muốn nó xuống mộ sẽ xuống, tất nhiên. Còn cái và cái con quái sẽ được đánh thăng điểm gấp, cái là ngon, hiệu ứng nào cũng ngon cả. Tiếp theo đó chính là cái hiệu ứng, đó chính là quái mà được trang bị sẽ không bị destroy bởi battle hay là cả effect gì hết và không bị target luôn, Ngon. thành ra là cái con đấy gần như là không bị tiêu diệt luôn, và nó đi chung với con của nợ này. Con của nợ này cầm thì rất mà sát thì mạnh, nó triệu hồi bằng cách đập banish ba lá Spiral từ mộ, và nó có thể bắn một con Spiral của bạn một lá ma pháp quái hoặc là 7 và hai lá của đối phương lên tới hai lá của đối phương. Thì hiệu ứng này có nghĩa là mình dùng một để đổi hai, nhưng mà nếu mà chúng ta có lá resort thì chúng ta sẽ không lỗi gì cả và sẽ bắn được hai cạc của đối phương. Đấy. Còn cái hiệu ứng hiệu năng nhất của nó chính là nếu mà nó xuống mộ tiêu diệt hết toàn bộ bài của bạn và sau đó nhảy một con Spiral Super Agam từ tay mộ hoặc dead hết, cực kỳ hiệu năng chả xài cả. Ok, chúng ta sẽ đến với những lá Spiral khác, nhưng mà mấy lá này cũng chỉ được để chế mộ thôi. Đầu tiên là Ron, thì con này chúng ta chủ yếu lấy cái hiệu ứng đầu của nó và cái level 1 để exit. Cái hiệu ứng đầu của nó chính là nếu mà nó được triệu hồi thì chúng ta sẽ nhìn top deck ba lá của đối phương và sau đó sắp xếp theo thứ tự mà mình muốn, thành ra chúng ta nếu mà chúng ta đi đầu ấy, thì cứ xếp mấy đá hand trap, ví dụ như là sưng maxi đấy, xếp mấy cái đá đấy, bởi vì mình đi đầu mình đâu sợ mấy đá đấy nữa, mình dàn phiêu đủ rồi, chứ đừng có đấy mấy lá co lên cho đối phương, ví dụ như là gai kỳ chổi thì lại báo. Tiếp theo là về con super trần này, thì con này nó đón top deck và nếu mà đúng top deck là quái hú ma pháp hay 7 thì nhảy con này lên và bắn một cạc spell chap của đối phương đấy, và chính vì cái con này nó là cái con đón top deck phải đúng mới được thì nó mới nhảy, thành ra là chúng ta sẽ cần Ron, nhưng chúng ta sẽ có thể dùng cái hiệu ứng của nó là chắc top deck, chúng ta chắc kiểu gì cũng được, ví dụ như chắc lá hú thì lộ ra lá skill gain chẳng hạn, đấy thì chúng ta sẽ support cho lá khác mà cái lá đó là cái lá linh hồn của deck luôn, nhất định phải có trong cái deck này. Alright, Talk thì con này mắc normal summon nó bắn một kẹt hết, nhưng mà phải chắc tích đúng mới bắn được, thành ra là con này cũng ít người chơi. Đây cái con mà linh hồn của Death đây, thì con này nó phải chấp đúng top Death, và cái chấp đúng top Death là mình phải thấy được top Death của đối phương hoặc là mình chắc trước hoặc là mình biết được đối phương nhìn gì, ví dụ như là nếu đối phương chơi Eldritch thì toàn cháp, chơi Skyjacker thì toàn spell đấy, chơi mấy đá gì hero hero thì toàn à, không Monarch, Monarch thì không, nói chung là có nhiều đá toàn quái không ấy, ví dụ sau sau Tenji cũng được, toàn hand chap thôi. Thì cái đá này nó sẽ là super gen khi trên sân, thành ra là khi đá này trên sân whip fit vẫn có nhảy lên được, và cái hiệu ứng của nó là nó chắc nếu mà mình chắc đúng thì mình sẽ nhảy vào con Spiral từ tay dead hoặc mộ đó, và nếu mà cái con Spiral đó không nhảy được thì chúng ta sẽ đưa nó lên tay luôn, thành ra là nó có thể xếp được toàn bộ Spiral trong cái deck này. Thường con này sẽ xếp waifu và khi waifu lên sân sẽ xếp một waifu, xếp một sau đó dùng con waifu với con này lên ba, sau đó con waifu số 1 xếp 2 tiếp, rồi sau đó bạn kích phiêu và xếp thêm một lá nữa là bạn có 5 tài nguyên,
chả làm gì cả, thành ra cái con này nó con Cordes và nó rất là lỗi. Đó là nguyên người cái dàn con của Echadet của Đét này. Đừng nói Quá tại mệt sao Echadet mỏi, lại không đi Samsung. quá mệt mỏi. Quay Stubble. Stubble thì bạn chơi cái đéo gì cũng được, nhưng mà Rift. Ừ. Thành ra là tôi phiên bạn là, thật ra thì tôi đã có một cái Death Fair to Play nha. Đấy, một Death Fair to Play không hand job luôn. Nhét cái đá bộ phô mà bộ bố bố cái đá mà gửi tới ba lá tên ta xuống mộ để mà rút ba lá để Ờ. hạn chế rít và nó rít luôn. Đấy, thành ra là bạn cứ chơi hand job đi vì kiểu đéo là chơi rít. Thì tôi phiên mấy ông là nên chơi hai con bay đây, bởi vì bọn này sợ Maxi quá cái trưởng luôn, sợ Nib... à, không không sợ Nibiru đóng nhưng mà sợ Maxi quá trưởng luôn đấy. Nếu mà gặp Nibiru thì chơi thêm God Eye Designator tại Nibiru, còn nếu mà gặp chết não dùng học nhiều quá thì cứ chơi sân đi đấy. Đấy thôi, tài kèo chứ đừng có chơi Gamma, bởi vì cái đét này khi mà bạn chơi bạn sẽ có một cái nội tại luôn luôn bóc ra con này Đúng one for one, thì cái đá rồi. này đơn thuần là ném một lá để nhảy con bút fit hết đó. Nếu hết thì bạn phải nhảy chân nghe Solea lên sân. Monster thì bon. Thì cái đá này lo waifu lên sân đấy mà đưa nó xuống mộ tiếp. Tội nghiệp waifu quá chuẩn. Danger thì cái engine này nó có mấy cái đội sao, thì chúng ta phải bị mid lane rồi chúng ta mới biết. Thì cái mid lane tai hại nhất đó chính là cái hiệu ứng của con bọn người này ấy, đó chính là nó sẽ đít cả. Thành ra là những lá mà sen thì tuy là nó cũng gửi bài trên tay xuống mộ nhưng mà nó không chích gậy phép của con này. À, nó Thì những không con có này hiệu nó ứng, đúng rồi, nó tính là bọn này nó post. có hai cái hiệu ứng đặc biệt. Đầu tiên nó chính là một cái hiệu ứng đưa cái hand của mình ra cho đối phương chọn một đá ngẫu nhiên, mà sau đó đối phương nếu mà chọn đúng con này thì con này sẽ bị giật xuống mộ, còn nếu chọn sai thì đá khác sẽ bị xuống mộ. Và lúc này sẽ có hai tình huống, nếu đá khác thì xuống mộ thì con này sẽ nhảy lên qua một, còn nếu chính con này bị giật xuống mộ thì chúng ta sẽ kích hoạt hiệu ứng riêng của từng con. Mothman thì hai người chơi draw một và đít một. Cái này thì cũng lâu lâu bóp nhưng mà không sao cả, bởi vì mình sẽ được đít một đá mà mình cho nó xuống mộ để chích gậy phép Tatsunoko và Tsuchinoko, thì con này xuống mộ sẽ nhảy chín mã hăng nó lên Jackalope, xuống mộ sẽ nhảy một con Danger khác từ Ledden, rồi con này khi mà xuống mộ sẽ sớt một con Danger khác lên. Và đây chính là lý do mà con này từng bị vô chuồng gà chơi, bởi vì cái khả năng xuống mộ nó sớt đó chính là nếu mà chúng ta xài cái effect con Danger khác mà xem con này thì nó con Danger sẽ nhảy lên draw một, con này sớt thêm một nữa, thành ra chúng ta chả mắc cái gì cả Imba đó. dữ dằn luôn, Imba quá Yes, mệt và mỏi. hết cho nên là nếu chơi cái engine này thì tôi phi mấy ông nên nhét maximum Nessie vào, bởi vì con này rất OP. OP. Và cái việc mà phá săn đối với cái bọn này nó có khả năng bắn phá cực kỳ mạnh luôn. Bọn này có thể tận dụng rất là tốt cái engine Nightmare, khi mà nó lên săn bắn một quái sẽ bị Nagai, sau đó lên Unicorn đẩy một quái bị Nagai lên hai set code và Phantom Kill bình thường đó. Và là chúng ta thấy bạn đang băng ra tốt đấm một bắn một sau đó dàn nguyên field ra, nói chung là bọn này đi đầu hay đi sau cũng mạnh giống như là bọn Dino đó nhưng mà rất hơn Terraforming set field, bởi vì field quá khỏe. Phoenix Burial thì cái con này sẽ ném những con khác ví dụ như waifu Whitfield, đầu với Zodia bao vị hằng vân vân. Rotot thì con này chúng ta vẫn lên được bởi vì nó chịu hòa bằng cách ban ba quái hú có thuộc tính khác nhau. Thường sẽ có ba thuộc tính riêng của bọn này. Nếu mà chúng ta chơi co chưa tính tới hand job đó chính là đá, đất và gió. Đấy, ba thuộc tính. Đất, gió, ánh sáng nữa này, nhưng mà ánh sáng còn còn rồi. Đất, đất, gió, đát, đát, đất, Quay phù đó. đát vậy, quay phù đát quá. Đẹp, đát spell có tờ đấy, đát, còn điếu vào 7 nữa, đúng là đát mà xanh. Engine thì cái engine Vigus này thì thứ nhất là bạn nếu mà bạn xem GV thì bạn sẽ có rất nhiều engine này. Thứ hai là cái engine này có thể lên được cái con rất là ngon, đó chính là Raifong. Hoặc là có thể đập Phong gây cũng được, sao cũng được. Để cái engine này chúng ta sẽ thiên về cái việc là chúng ta sẽ lên hai con target nhắm tới hai con, đó chính là Abolosa và Selene. Nếu như khả năng phát âm của tôi đúng. Thì hai con này nó sẽ có cái đặc điểm, đó chính là mũi tên của nó sẽ có ba cái mũi tên chỉ xuống dưới. Đó, thì phải lưu ý cái điều này và chúng ta chỉ việc lưu ý cái mũi tên ở giữa của nó thôi. Đầu tiên đó chính là cái con của nện cầm kiếm này, thì cái con của nện cầm kiếm này nó sẽ có cái hiệu ứng, đó chính là nếu mà nó là chiều hòa đặc biệt mà nó co linh với quá đối phương thì chúng ta sẽ nhảy vô cái ô mũi tên ở giữa Abolusa. Thì lúc này cả hai sẽ co linh thì bạn sẽ nhảy một con Codebreaker Jago đây, nói hẳn là cái con đéo phải có linh trong cái deck này, từ tay deck hay là mộ vô cái ô mà con quái đinh, có nghĩa là con Abolusa chỉ vào, có nghĩa là hai cái mũi tên phía dưới chỉ lại còn lại của đó, còn lại duy nhất là Abolusa đấy. Nhưng mà cái hiệu ứng này hơi bốp bởi vì con nào mà chỉ cho con này thì sẽ bị bắt nhẹ tắt, hơi hiểu nặng một tí. Thì chúng ta sẽ lên con Vigus này và chúng ta dùng con này và con của nợ này để ra con lên ba,
Colin 3, khi mà nó nhảy lên vào ô giữa Alosa nó sẽ được Colin, và khi nó Colin nó sẽ nhảy tới hai con Codebreaker từ tay hoặc đồng hộ chứ không có dép nha, trên cái ô mà quái linh, có nghĩa là Abolusa hoặc là Selene của bạn chỉ vào con này nhảy vào giữa, thì bên phải và bên trái của con Abolusa sẽ được nhảy bởi hai con virus khác, và thế là chỉ với hai kẹt chúng ta đã có được một con linh ba, một con linh hai và một con bình thường để làm nhiệm vụ linh. Chúng ta sẽ Vãi. dùng con Jago đây và con linh ba này để lên Ray Phong. Ray Phong khi mà nó ở trên sân thì bạn có thể điếp một kẹt để chọn một spell chấp với một bạn úp lên sân, bạn có thể úp cầm mờ là monster gì hay là bất kỳ một cái lá cực kỳ OP khác, là bất kỳ lá nào mà bạn tưởng tượng, ví dụ như là skill gain vân vân, hoặc là nó tự bóp bạn, thì cái hiệu ứng mà bạn ưu tiên nhất đó chính là cái hiệu ứng đó chính là quá trên sân của đối phương mà không có linh thì sẽ không kích hoạt được hiệu ứng, rất là OP. Quá bị Ok, thật ra là quá hút trường hợp đặc biệt của bạn đối phương không phải được kích hoạt hiệu ứng ngoại trừ khi mà họ được linh, và thường cái hiệu ứng này mấy led mà không xài linh thì sẽ đi luôn, nhất là bọn Utopia. Và cái hiệu ứng cũng cực kỳ ngon đó chính là nếu mà con này được triệu hồi lên mà được call linh thì bạn sẽ draw một, làm quen với hiệu ứng này đi, bởi vì chưa bao giờ người chơi nữa, người chơi Yugo nào biết bọn này có hiệu ứng call linh đâu, nhưng mà cái deck này chúng ta sẽ ưu tiên tới cái người call linh. Ok, về Nightmare thì biết rồi ha, con này lên bắn spell chap, con này bắn quái, con này đẩy kẹt đối phương về, và cái lưu ý của con này đó chính là nó đẩy vào deck, thành ra là nếu mà bạn chấp top deck ấy, bạn chấp ra ba con quái thì nếu mà đẩy về thì Death sẽ thường trộm về, có thể bạn chắc cái máy khác như là con bay đờ gây hay là rốt ao hay tờ kiểu. Và cái lý quân một thì cái này chủ yếu là lên Woodfit, kiểu như là gửi Woodfit xuống mộ bằng cách detach thôi để cho Woodfit không bị banish. Con này lên chủ yếu là detach một nguyên liệu để lấy đi crowd, hoặc là con của nợ này, con này thì nếu mà nó là spell chap thì bạn đẩy nó lên tay, còn nếu là quái thì ném nó xuống mộ, kiểu gì cũng ngon. Và con của nợ này, con của nợ này được nhiều người chơi ưu tiên, bởi vì cái con này nó chia đôi attack một quái, thứ nhất là nó bét nợ gây, thứ hai là nó tự có thể tự chia đôi chính bản thân nó, để chủ yếu là để đi tắt con dưới con quất phía xuống mộ thôi, và nếu mà bạn muốn thì bạn phải đóng lên giết luôn cũng được, không sao cả. Đúng, hợp lý luôn. Và tiếp theo là về những con quái linh thì những con này chắc chắn ưu tiên nhất đó chính là Chiret Warrior, à không, Chiret Wizard, con của nợ cầm khiên và Abrosa, ba con này ba con ưu tiên nhất. Rồi tên Chiret Wizard nó chính là một cái Omni nợ gây, hiệu ứng của nó sẽ liên kích hoạt bằng với cái Colin, và nó có đầu tiên nếu mà nó Colin một thì chúng ta không xài hiệu ứng này, thế cho nên chúng ta sẽ bỏ qua bởi vì bạn không bao giờ xài nó cả. Hiệu ứng hai đó chính là bạn sẽ chọn một lá trên sân và banish nó, lưu ý là nếu mà quái đối phương không bị ban không bị target ấy, thì bạn có thể banish bài của bạn luôn, bởi vì đây hiệu ứng này là chọn một lá trên sân chứ không phải là của đá Đúng đối rồi. phương. Hiệu ứng thứ ba, ý không phải hiệu ứng thứ ba mà hiệu ứng khi mà có đủ ba Colin thì bạn sẽ nờ gây một hiệu, một Omni nờ gây, sau đó banish luôn chứ không phải để choi, cực kỳ mạnh. Một lần một lượt Yeah. đúng rồi, once per turn ha. Tiếp theo là con gọc khiên này, con gọc khiên này nó ngon cái chỗ đó chính là khi nó lên xăng nó sẽ đít một kẹt hết, chủ yếu là đấy cái hiệu ứng đít một kẹt đó để có bài xuống mộ thôi. Tiếp theo là Abolusa, Abolusa như đã nói rồi, cái mũi tên của Abolusa rất là ngon trong cái deck này, và cái quyền lên Abolusa của cái deck này rất là dễ, bởi vì nó có thể tránh được Nibiru, nhất là lên bằng hand chap như là Gamma, khi mà đối phương ném Maxi thì bạn phải nhảy Gamma ra, các bạn cứ việc lên hai con và thế là bạn sẽ có được Abolusa mà chưa cần tới được summon thứ năm, thành ra là bạn có thể tránh được Nibiru. Nhưng nếu mà bạn lên Abolusa bằng hai nợ gây có nghĩa là 1600 attack thì bạn đừng chơi cái engine này, bởi vì cái con của nợ này trừ 1000 attack thì chỉ còn 600 thôi, Abolusa không thể nào mà là gây được, bởi vì cái trong cái cả tách của Abolusa ghi là giết cạc lưu exactly 800 attack, có nghĩa là phải giảm đúng 800 attack thì mới là gây được. Ví dụ có nghĩa là nếu Abolusa bị dính hay không phải bị nợ gây nhưng mà bị destroy thì con này nó sẽ mất đi cái body trên sân, mà nếu mất đi cái body trên sân ấy thì nó sẽ không thể nào mất được chính xác 800 attack được, bởi vì sức đánh của nó khi mà nó nằm dưới mộ là không đó. Đó là một số thứ về Gulin. Tiếp theo là những con mà bạn đéo ke, ví dụ như là Firewall, Kurios, Incredible, thì ba con này đầu tiên Incredible nó có thể đưa Woodfist xuống mộ được và nó có khả năng là bảo kê một đoạn attack. Tiếp theo đó chính là Kurios, con này bị cấm với TCG bởi vì nó ném được Sano và Sano cũng đi luôn rồi, thì cái con này nó sẽ ném bất kỳ một lá gì của bạn xuống mộ, sau đó ném ba top deck rồi đạm bất kỳ một cái thứ gì đó đòi bại với cái deck của bạn, mà sau đó dưới mộ bạn rất là nhiều hàng đó. Đúng rồi, Vậy con Mewi. Firewall Dragon này thì đừng hỏi tại sao nó lại bị ban, ok Được, đừng dừa hỏi vì sao nó lại bị ban. đừng hỏi. Asset có Tucker, Quantum Kill lõ, Bolt so gần cũng là Quantum Kill lõ nhưng mà hơi gần đó. Thì chúng ta sẽ đến với một vài gameplay để Game. tôi chơi một DD Crown, bởi vì con của nợ này set rồi DD Crown chỉ Khoan, vì lý nhìn do đó nhìn thôi. nhìn có vẻ cũng thốn nha. Mắc ạ.
SR với lại Trung UR bình nhiều một quá. deck rẻ nhất cái Survival. SR UR nhiều Về quá. cái tôi chơi Mộc Sơn để chặn Maxi, hai con ba Drake để chặn Maxi. Bởi vì cái deck này nó hơi hơi rén Maxi. Đầu tiên nó chính là Whitfield. Con này thì chơi ba nếu có thể, bởi vì cái con này cực kỳ OP. Tôi đã từng chơi Margin Duplicate cây sành, nhưng mà Margin Duplicate cây sành thì nó không quá ngon, bởi vì không có đủ ba Whitfield. Đúng Và bóp rồi. lên thì cũng rít nữa. Nếu mà chơi hai thì có khi sẽ không bóp lên, còn nếu chơi ba thì kiểu nào bạn cũng bóp lên nhưng mà nó rít, không phải lúc nào cũng whiff phía trên tay. Tron ít một, bởi vì con này chủ yếu là chắc top deck thôi, và nó lên thì nó sẽ thường sẽ mắc normal summon hoặc là được gọi với con khác. Nhưng mà nếu mà được gọi với con khác thì kiểu như là phải có đủ một đống tài nguyên ấy, thì mới tới việc mà gọi con này lên. Máy sầm sâu chơi ba, bởi vì con này là đinh hồn của deck luôn, nó nằm trong core deck mà. Engine Danger hai Jack Kalos, bởi vì không chơi được, ý bởi vì không chơi ba được. Ba Tsuchinoko, ba Nessie. Đó, Nessie phải đùng đùng hit ba. Rồi, hôm bữa Có ông một chơi tôi một cũng chơi cái Mothman nữa. này. Đây. Cái con của nợ này chủ yếu là chắc top deck thôi, và là đi sau cái phá phần phá xăng. Con của nợ này em whip lên con của nợ này hết. Hợp lý. Waifu thì chơi chơi hai thôi, bởi vì cái điểm yếu của Waifu ấy đó chính là cái set của nó rất là hiểm năng, nó set cả hai, thành ra là nếu mà có nếu mà bóc nhiều phiêu quá thì cái không xài hết ba Waifu nên hai Waifu được rồi, và con này cũng set được. Thậm chí là con này bóc lên tay thì nó vẫn rít, bởi vì nó không normal, không chịu hòa đặc điểm chính nó được mà phải nhờ con khác. Banh ra tốt tôi cũng chỉ chơi ít một thôi, bởi vì chúng ta có thể sạch được nó bằng small world đấy, thành ra chỉ đem ít một thôi. Hồi xưa cũng đem ít hai á, nhưng mà ít hai quá rất và nó không cần thiết, bởi vì nó sạch được là tính nó sẽ xài mon world. Chúng ta sẽ đưa một con gì đó có hệ đất hoặc là hữu không đó, và sau đó chúng ta sẽ chấp sạch được con này easy. Small world quá quý. Quá easy. Người dân phò úp army chủ yếu là em đem heo để sạch con này để chấp top deck. One for one đem heo để nhảy drone chấp top deck ba đá bóp bóp, thì cái đá này nó sẽ send tới ba đá từ trên tao xuống mộ, và sau đó send bao nhiêu đá thì rút bấy nhiêu đá. Thường em sẽ send hết toàn bộ spell cháp hoặc là quái có hiệu năng dưới mộ và tự nhảy, sau đó sẽ draw hết ba đá, thành ra là cầm tài nguyên rất là nhiều. Nhưng mà cái điểm yếu của nó chính là nếu mà không chịu hòa đặc biệt con nào với hiệu ứng này thì bạn sẽ bắt 1.000 điểm gốc tương ứng như mỗi đá trên tay. Yên tâm đi, bạn sẽ luôn luôn mất 3.000 điểm gốc không vì một lý do gì cả, cho nên là bạn sẽ đổi 3.000 điểm gốc để draw ba càng. Có Thú nghĩa vị. là đi có tắc cơ hit show nhưng mà xài ba lần cho một lượt đó, tương tự thế, mong là không bị ăn sừng. Tiếp theo là Big Red, chơi cũng chơi ít một luôn, con nào này sết chơi nên chơi ít ba bộ phan hiếu gì đó. Nó Terraforming tại sao lại đúng hiếu rồi. Terraforming 2 chữ R. Yes baby. Đấy, mắc quá mắc quá nghèo mắc quá, bỏ vào. Ok, hai con mà bay được gây gặp. đây, giật giật hand luôn luôn là một thứ gì đó. Vui hả? Bỏ 2.000 đờ gây đấy, chắc 2.000 đờ bơi, chắc một lá của đối phương bị giật đá đó đi. Đá này hồi xưa có thể chơi Syndra được, đó chính là nó lên Infernal Knight Charlie để giật một cạc. Nhưng mà từ khi Henry Firat đi thì bọn nó cũng sủi luôn. Embom tất nhiên là để nờ gây mấy con khốn nạn, và đá này đặc biệt không phải nờ gây Alator được, bởi vì Alator là một lực Đấy, ba nờ get kill, gây. bởi vì nhảy từ mộ không quanh vô tên. Hai con của nợ này bởi vì nếu mà mắc một lá thì mình đúng là có thể nhặt lên được, nhưng mà nếu mà bị banish thì chúng ta có thể lên thêm đá khác để dự trù. Engine Nightmare đó, chơi cả gây phong nữa. IP chủ yếu là con này để lên Nightmare giật một cả của đối phương, nếu như mà mình bị ăn Nibiru sắp đào thì mình có thể lên được ba con nếu mà gây chút khó khăn cho đối phương. Con của nợ này lên để giật một hand Engine Firewood Selene để mà đấy cái ba mũi tên này, nếu trong trường hợp không đủ hàng lên 5 Rosa và có thể nhảy thêm một con Spellcaster dưới mộ lên, có thể hoặc là từ tay có thể nhảy thêm con này cầm một con cầm 4 tài nguyên. Tại sao lại không? Và Aborosa Asset Cost em không cho Aborosa ra gần, bởi vì lười, thằng ra là nghèo. Ok bây giờ Rồi. đáng lẽ là mình làm một cái giáo án Spiral riêng luôn, nhưng mà thôi kệ, đầm để cho mày luôn. Giờ chúng ta có một cái top deck đều một lá giật hand, thì có nghĩa là cái engine thì được Infernal Knight độ, có một đá sớt, một con cục gạch, một con co, thành ra là cái deck này có thể, cái hand này cực kỳ tốt. Ra ném vài phu nhảy lên kích phiêu sớt một con mà mình cần, ví dụ là con Whitfield chẳng hạn, vừa em chưa xài normal summon Whitfield, sớt một Spiral Gear, em sẽ sớt Big Red lòi vài phu dưới mộ lên sớt một. Vãi. Và thường thì chúng ta sẽ dùng hai con này để lên con Hadith gì đó, bởi vì cái con linh hai đó là linh hồn của Death, nên là luôn luôn phải lên nó, trong mọi trường hợp phải lên nó đầu tiên.
em ném hai lá không cần thiết đi, một lá là đá Sài Gòn với vị BTS khi mà xuống mộ thì cái con quái trên sân không bị tiêu diệt, cái hai là cái đá kia em muốn nó xuống mộ để kích rệ phép, thành ra là em sẽ không ném phiêu, Ok, em dùng hai vậy con này để lên vậy double vậy helix. vậy nếu nếu chúng ta muốn chặn đối thủ, dùng chỗ đối thủ chơi Spiral chặn thì mình chặn ngay ngay con Linh hai đúng không? Đúng rồi, chặn ngay con double helix và chặn ngay waifu cũng được, hai con đó, bởi vì waifu nó xuống mỏ nó cộng hai lần, còn con double helix thì nếu mà mình chưa biết top deck của đối phương thì có khi mình sẽ chấp sai và nhường combo cái đấy, Hợp lý. thế cho nên là waifu sẽ ưu tiên, và là nếu mà có Ron rồi đốt bớt thì đi luôn đấy. Tại waifu sát hai và chúng ta đã có được 7 tài nguyên, 10 tài nguyên, vâng, Vãi chứ. Ghê. kích hoạt phiêu tiếp và sát tiếp, bởi vì qua không quanh tên bảo sao nó lại bị cấm. Chắc tốt đấy, Ủa. quăng và chắc đúng. Đừng hỏi tại sao, đây là sức mạnh của sự tâm linh. Và em sẽ cho một lá lên top. Em quên em cho lá gì lên top rồi. Chúng ta có một con super A chàm rồi, chúng ta có thể cho của nợ bích Abulsa. phía từ nhồi lên. Đấy, chúng ta có thể lên Abusa. Bam. Phải là Abulsa. Bốn là các bạn này gây. Đó, và cái con cái lá em vừa ném là get kill. Rồi double helix lên. Mục đích rồi double helix lên là để cho nó chỉ sang trái. Abusa chỉ xuống dưới. Đấy. Ồ, Và vậy là sẽ có chắc con này gây. hai cái câu câu linh nếu như có ra được Yes. con kia. Cái mục đích mà em cho con ba đợt gây lên top ấy, bởi vì nó là hand trap, mà hand trap đi sao thì thường sẽ không kích hoạt được, bởi vì bọn này không có số 1. Ví dụ như hơi gỗ ạc đai thì sẽ tự chi miêu chính nó là gây, thành ra con ba đợt gây có thể là gây được, nhưng mà bọn này thì không làm như vậy. Nên chi ghét vi giác đó, lúc này thì ghét kêu ban tiếp để chọn con này để cho nó chỉ sang trái, bây giờ chỉ còn một con chiếu sang phải thôi. Để, và sau đó em sẽ dùng con bot này nhảy lên Tsuchinoko, nhảy lên để kiếm về mode đầy nữa, qua nó ném Nessie, vâng, Vãi lúc chữ, một nó spam quái như điên. và bây giờ sẽ dùng hai con này để lên một con nào đó chỉ sang phải, và em chọn là Nightmare Phoenix, luôn luôn là nó. Dạ, Ok, đúng đúng đúng, hợp chúng ta lý. đã có được bốn là gây bắn hai kẹt giật một hand đỡ hết đéo là được, và chúng ta sẽ trả hành Infernoble Knight là một hệ tư Ngon tưởng. lại ngon. Lên nào, Dạ, bên đấy, giật hết. chúng ta có thấy rằng cái hand này là một cái hand rất là tuyệt vọng đến mức mà em giật cái lá duy nhất là đá sạch Đúng cạc rồi. của nó không lá gì chơi được cả, trung bình hand của một người chơi Synchron, em biết đó nó là đá Mirror nên em bắn luôn đó, Bắn chứ. có thể là đến Bây giờ có mình bắn hai, bắn hai nữa chứ, có hai lá úp thôi, bắn luôn chứ chờ gì nữa. hên là cái mạnh của cái bọn này á là nó bắn lên tới hai đá chứ không phải là nó bắn hai đá, thành ra là có một đá nó vẫn bắn được đó. Ô, hiệu ứng của đá nào cũng obi đấy. Trận thứ hai chắc là cái bọn này đi sau vẫn mạnh nha, nhưng mà nếu mà đi sau mà gặp cái phiêu mạnh quá thì cũng không áp đảo được ấy, không cũng không phá được, nhưng mà nếu cái phiêu tàn tàn ấy, ví dụ như là Abolosa rồi sau đó set một hay gì đấy thì vẫn phải đấm chết Abolosa rồi bắn một kẹt được. Và chúng ta sẽ đến với hai cái phiêu set, do chúng ta cầm hai cái phiêu rồi, có nghĩa là trong đấy chỉ cần một cái phiêu rồi, có nghĩa là chúng ta chỉ xài hiệu ứng của waifu chỉ được một lần duy nhất, là một bút phí set biết ghét. Xài phiêu Phiêu thứ tiếp, set hai. một tiếp, cầm một sấm chín cầm ship tầm si sức bà gen. Và đây em đã phát hiện ra đó chính là Eldritch. Khoan đã, cái này là anti spell thì cũng có thể là bọn anti gay. Oh Đúng không? no. Ok, chúng ta sẽ lên, có thể lên con của nợ cầm khi này, ném một đá xuống, ném waifu để hồi sinh lên, còn biết ghép. Đó là lý do mà con khiên là có đét đấy, bởi vì nếu mà không có con khiên không để đít cả thì cái combo đã dừng tại đây rồi. Linh Serene, chúng ta cho chiếu mộ có quá nhiều spell, thành ra là chúng ta có đặt được rất là nhiều spell counter lên con này và lo waifu lên tiếp, nhưng mà nếu mà lo waifu thì sẽ chấp nhận một điều chính là hết phiêu rồi, thành ra là không set được nữa, chỉ có thể xài cái hiệu ứng set survival mission nếu mà nhóm nhầm đấy. Set có hai đá get skill rồi, bùm nhảy lên và lên bùng double helix, em dùng cái boss của bọn này chính là slipper lên double helix, bởi vì phải có double helix mới có thể combo tiếp được đấy, biết ngay là chát mà, bởi vì mới nãy chắc rồi, và em sẽ ship top deck, em cũng đã biết em ship cái này. Cái mặt ngon nhất của bọn này đó chính là hai quỳ là giật hand như nó buộc này, thì chúng ta sẽ quyết định số phận của đối phương sẽ cúp lá gì, sau đó chúng ta sẽ giật hand đấy, nếu mà đã ngon chúng ta sẽ giật lá đấy, còn nếu mà đã lấy đá xui chúng ta giật lá khác đó, rất là dơ. Em lên hai con của nợ này để lên đi đất, bởi vì em nghĩ đây là Eldritch, mà nếu mà là Eldritch thì có đi đi crown sẽ counter được đi Eldritch đó, thành ra là em lên con này, nhưng mà em nhận ra rằng em quên nhắc đi đi crown,
Ôi Anh trời, đất ơi. hai Thằng kia chắc cũng top 10 buồn ngủ pha lắm nha. top 2. Thằng kia chắc cũng buồn ngủ lắm à. Nó ngồi nó chờ tới Em sáng luôn. nghĩ là nó sẽ có skill gen hay gì đó, nó về cái can đảm chờ đây được Sao thêm một con đấy. Bulosa 1.600 Đang vi hay gold là vậy. cái khúc này là cái khúc nguy hiểm nhất của combo, vì khúc này Abonnenta không là gây được, ăn đi vi gold Ôi là hèo, đúng rồi. sức đánh có 600 phải, có nghĩa là bằng mọi giá phải xử lý được cái con vi gold đó sớm nhất có thể đó, lúc Ừ. này mới có là gây. Phải Và ban nó đi. Ok. cái điểm mạnh của con của nợ này là nó chỉ sang trái và lên hai, cho nên là nếu mà get kill hồi sinh nó lên thì chúng ta sẽ có một con nào đó cầm với con lên hai này sẽ dễ ra xa hơn. Ổn. Vậy là có một destroy, hai monster này gây, một omni này gây. Cái phiêu này thì nó hơi si đa một tí, bởi vậy em biết lay cái chỗ con chim. Ôi trời ơi, úp 5 enter để eo lịch rồi, khả năng cao là eo lịch rồi. Dino move À đây mua lại no, trời đất ơi, sai quá. Ban luôn. đại dô bự nhờn. Accept. Rồi, Ồ, không bắn thể nào thôi. gây bạn nếu họ không Bắn. chen vào hiệu ứng của bạn. Đúng rồi. Một đá hay 200 hồ, hai đá 6.000 gây đít rồi chấp hồ, ban. quá tờ phát, hai đá gây đít rồi chấp hồ, Hay bèm. quá bé ơi, xuất sắc xuất sắc. Ok mọi người nhớ, nếu mà chơi cái con Get Tackle Study thì nhớ đem con đi đi Đúng crowd. rồi, đừng 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 đừng, đừng như Tự mèo quên đi đi cao chết. combo hai người combo ra được một cái group bằng cách là Bennett vái của đối phương, thì đây combo múa một đống chả vì một lý do gì, thay vì lên linh hai thì đây lên một cái body assist. Ok, vậy Và là đó đấy, chúng ta xong cái giáo án rồi. Cảm ơn bạn mèo và thông báo cho mọi người luôn là chúng ta sắp tới Super Cup hệ ngày 24 tháng 12 chúng ta sẽ có vòng loại và ngày 31 sẽ là top 16 và nếu thời gian kéo dài thì chuyển sang ngày 1 tháng 1 là chúng ta thi đấu chung kết đấy giống giống như là World Cup vậy đó. Thì thể thể lệ của vòng loại thì trước mắt là dự tính là sẽ ban những cái kẹt nó thiếu sự lành mạnh, nó không có healthy. Ví dụ như là ví một dụ số kẹt như như là Skill Rain, hoặc như là Rivalry, đấy, Golden 99% codec của Spiral. Mask. Đấy, hoặc là ví dụ trở lại như là chúng ta có nên ban ban luôn thế lực vừa mới nổi là đó là Runic không nhỉ? Thật ra nó không mạnh lắm đâu. À, tại vì sợ sợ rằng nếu như không ban nó thì giải chúng ta sẽ thành giải Runic mở mở rộng chứ không phải là Super Bởi vì nếu nếu mà nó ban, tại vì cái hiệu ứng ban của bọn nó thi vô cùng là ban phay phay úp, nếu mà Cup ban phay úp thành ra là mấy con như là Thánh Đơ Ra Gành, Grandest Phiêu Sành vẫn có thể chích gậy phép được. nữa. Thì đang nghĩ thì tạm thời vòng loại á, thì sẽ cấm Runic để tránh việc là giải Runic mở rộng tại vì Runic đang là một thế lực. Sau đó thì vào vòng top 16 thì các bạn có thể tự do sử dụng cái deck của mình. Đấy. Ngoài ra có thể sẽ cấm luôn cả eo eo lịch. À, ngoài ra cấm luôn những cái lá anti spell. Tại vì những bạn chơi 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 quay phù Không. gơ 10 13 tuổi không thích điều này. Không, nếu nếu mà anh cấm anti spell thì Gunit nó sẽ thành một cái hết tục. Thì đã cấm luôn Runic rồi. Oh no. Cấm luôn Runic ở ở vòng loại Elite cũng như là những cái thể thể loại mà gọi là như là Outer Game, đó là trước mắt là như vậy. Chúng ta sẽ cấm những thể loại gọi là không có healthy. Vào top 16 thì ok, lúc đó các bạn có thể chơi những thể loại không healthy hoặc hoàn toàn tự do, nhưng mà lúc đó là cao thủ rồi, vào top 16 là cao thủ rồi, chẳng mấy ai mà chơi những thứ lại thiếu lành mạnh như vậy. Đúng không? Không 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 biết chích được. Một khi nó thấy vậy giải thưởng to to này cũng bạn chưa biết được. Ok, đó là toàn bộ cái thông tin trước mắt của chúng ta. Ok, cảm ơn bạn mèo một lần nữa và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo, gặp lại anh em vào ngày 24 giải Super Cup vòng loại. Bye bye.